Đúng rồi, hôm nay mình nghe manh manh á là hôm nay đãi tiệc mừng cái gì gì đây nè, đúng không? Nhưng mà cuối cùng là bị lộn cho nên Nói thì nói cho rõ đi, sinh mình nhật có được cũng lộn. ăn. Bị lộn bởi vì đồ ăn quá trời ăn sẵn. Nó Đúng là bữa vậy. nay làm tiệc sinh nhật lộn. Sinh nhật cũng lộn nữa nè. Bởi Đúng vì không? hôm nay Bởi nó vậy. còn lộn với sinh nhật. Nhờ vậy mà Bởi các vậy. bạn thấy không, được nguyên một bàn ăn hoành tráng luôn. Ăn thật À, là sung dạ. sướng gì À. nữa. Cái này là ý kiến của mẹ đó nha. Mẹ. Không phải, để mình kể nghe. À, đúng Mẹ rồi. tưởng á là đầu tháng 4 là sinh nhật Mr. Đạt. Nhưng mà sinh nhật Mr. Đạt á là cuối tháng 4 lận. Sinh nhật Vienna nào mới đầu tháng 4. Cái là bữa nay là ngày nghỉ của bé Thanh. Mẹ lôi đầu con nhỏ mẹ nói: "Ê mày làm mà sinh nhật cho anh Không ba biết gì mày." luôn á. Mà Mà mọi cũng thưởng mày thiệt. nấu ăn Đó. gì vậy? Mày nấu món gì? Con Thanh nó cũng tưởng thiệt, ở nhà nhỏ lật đật rồi mua heo quay rồi làm đồ ăn hoành tráng. Mẹ thì Tính rủ mua tiếp. hai cái bánh kem Vienna nạc cái. Mẹ tưởng Vienna với Mr. Đạt chung. Mẹ rủ tí nói: "Ê chút nữa tao mày đi mua bánh kem cho ngon." Nó ủa mình cuối tháng 4 mới sinh nhật mà mẹ giờ mới cuối tháng 3 còn có tháng nữa. Đúng rồi. Mẹ làm gì mà sớm dữ vậy? Xong cái bắt đầu cái tiếng nói ngày cái mà nó ủa gì hả? Rồi thôi lỡ rồi giờ ăn luôn. Nhưng mà không có mua bánh kem. Sinh nhật lộn á, vô tình mình có giờ bài mốt có đúng nha, rồi giờ làm dạ rồi đó mốt có nha. Đó, bây giờ mà mốt chỉ thổi bánh kem thôi chứ đâu có gì để ăn quá không. Đó, cái không này có là nha. mẹ đãi mai mốt tới em đãi đó. Cái này là em À, đãi đó. cái này em làm mà. Em đãi luôn đó, Em làm ý em kiến đãi của luôn mẹ đó hả? thôi Ý kiến của mẹ thôi hả? đó. Thì bữa nay dì Thanh cho mình ăn món heo quay, Hôm nay định cho cả nhà ăn ở đây đẹp đó mà cũng sao. Tôm với thịt luộc, bò với mực, bò với tôm nhúng giấm, bánh hỏi, cuốn, mắm nêm đó. Xong vô tình có được bữa ăn sau bữa làm quá sung sướng, thật là sung sướng. Chúc Linh, Chúc Linh, Chúc Linh bữa nay không có ngủ trưa cho nên bây giờ Chúc Linh đã bị quá đừ rồi. Bữa nay em lo em chơi không mà em không chịu ngủ trưa nên bây giờ em quá đừ rồi, em hơi hơi nhõng nhẽo, có phần nhõng nhẽo vô lý chút xíu nha. Ngủ gục quá hả? Mới ngủ ngủ gục trên trên ghế hả? Đúng rồi. Đó, cái đầu bên đó đó em. Nó giá nha. Ok, anh để cái phone xuống nha. Thấy cái món này đã chưa? Màu sắc tươi rói ngon lành. Kia nè, nhà thấy em cũng biết. Làm gì vậy? Mỡ hành hả? Mỡ hành cho mẹ. Để mẹ cột tóc chút lên nha. Để thiết hơn 2 đó. Thương con lắm nha. Yes con ơi. Mình sao con? Dạ con có bụng đúng không con? Con muốn chú sô khai và lấy chú cho con thương. What kind of juice? Blue juice, pink juice, purple juice, organ juice, organ juice, everything juice. Bà đút cho con ăn nha. Được không? Mày làm sao ngon quá vậy? Đúng không con? Chú Linh phải múc đi, chú Linh giỏi lắm mà biết. Ngày nào cũng sinh nhật của em hết trơn em. Ngày nào cũng vậy hết luôn á. Thiệt mà. Sinh nhật của anh Thóm này làm gì Thanh? Cứ sốt thì cũng như quay á. Wow, đưa chén ra anh Thanh gắp thịt cho. Nè mày lấy bún nè. Đó, hồi nãy con mới ăn một chén bún rồi cô chú. Đúng rồi, con phải chờ chứ, phải đợi chứ. Rồi. Nãy con mới ăn được một chén bún rồi đó cô chú.
củ dậy đó bụng nè. Giờ thêm thêm một phần thứ hai nữa. Quá trời quá đất. Trang miếng tương nữa. Vì là nặng tương nè con, miếng tương nè. Nữa. Con phải giới thiệu cô chú thấy bữa nay một hai ba như không và con phải đưa cái tô cho cô chú thấy nữa. Con bị xìu. Con bị xìu rồi hả? Có dùng đổ mày sao con đổ, mày sao con làm đổ, con để bên trong dạ. Rồi à. Rồi 1 2 3 vô cho cô chú coi đi. Anh chén thứ hai kìa. em mới bấm lại nè, mốt muốn ra ngoài tốn nó lại chừng nha, không nó bị đen thui nguyên cái mình luôn. Mà nó không giòn cái da, không có giòn cái da. Vì nào con ăn cái mắm nêm này hay cũng muốn ăn tương? Vì nào mắm nêm luôn nghe. Ok sound good. Chào đi, để mấy ông bia bên này đi cho bật này ra nha. Muốn đứng đâu, muốn đứng đây ha. Ở đây, chào tất cả anh chị và các bạn trở lại với bầu trời Boston and Family. Đây, hôm nay mình được đãi một bữa sinh nhật rất là sớm quý vị. Sinh nhật của Via nè, đãi sớm. Chứ không phải của anh đâu, anh hưởng ké thôi. Nó là của anh, nhưng anh mà bây giờ chuyển qua Via được. Chuyển qua Via nè thì cũng được. Sớm. Nhưng mà tuần lễ mình đi chơi, tức là tuần lễ sinh nhật của Vienna. Tuần lễ mẹ. Cho nên vào cái thời gian đó thì không có mẹ, không có Thanh, nên nên ở nhà làm trước luôn. Tại vì cuối chỉ có đúng rồi, chỉ có cuối tuần thì mình mới có điều kiện mình rảnh rỗi hơn, mình làm nhiều thứ vậy. Còn trong tuần là đi làm thì giờ rất là khuya rồi, nên đôi lúc quý vị thấy mình đi ra ngoài mình ăn đó là bởi vì về đã quá khuya rồi đó. Cho nên không làm gì nữa. Đi hay quay nữa. Rồi. Rồi. Xong, còn gì nữa không ta? Rồi. Còn bắt đầu mời tất cả anh chị và các bạn cùng ăn với lại gia đình và mời mẹ, mời everybody. Mời mẹ về nhà. Mời mẹ. Sao con? Chúc Linh mời chưa? Chúc Linh mời chưa kìa. Dạ ta. Tao đang lấy nước đó Thanh. Mở gì nè? 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 Mở con có mở thôi, lúc mẹ về thôi đó, cửa nhỏ vậy thôi à. Một lần là do chắc do lượng cũng kỹ đúng không ạ? Chắc là ra hết rồi. Có khi nào đậu nhiều và không nhiều có thể đậu nhiều, đậu nhiều nó bị lần thôi con đâu hả? Ok nó thứ hai đó, lúc đầu tiên con nhắc lại bún với tương với thằng nhà ngoài. Đúng rồi, buổi chiều á, con kêu nó ăn, nó không chịu ăn, nó nói anh nói nó muốn ăn trái chuối thôi, để em về ăn luôn. Nè, tại vì anh thấy Thanh cũng là muốn ăn ngon nè, nên anh thôi để nó về ăn chung với anh luôn. Đó, mẹ quen không ăn quen. Có mẹ là có đồ ăn ngon liền đúng không? Nó chỉ ăn được trái chuối thôi à. Rồi, hai mấy con. Ok, con mời cô chú chưa? Ok. Chào anh. Mẹ bia nè mẹ. Hai là sinh nhật hụt bật nửa quê thôi. Nhật hụt cuối tuần là uống hay chứ. Rồi sao nó có giỏ đúng rồi. Đây đũa đây, có ai có đũa không? Mẹ ơi, mời cả nhà, mời cả nhà. Ngon quá. Qua đâu? Tại sao vậy? Ôi, dạ sao không lên. Đâu. Dạ kéo rồi. Đâu. Ăn con. Trời ơi, để nước hết trời. Là nước gì? Sao tới giờ nè anh? Bỏ mẹ coi nè. Dạ.
sau hiện giờ là cái camera là con chỉnh rộng hơn, ừ, ngồi đâu cũng dính hết nha. Ba dính con này cay đen gái không à? Số đi con này ngoại nam đây, đau đâu căng căng không à? Đây chơi khó chịu chưa kịp mà. Ồ nó đông đá, cục đá đây nè ngon. Wow, chú Linh ăn ngon quá vậy. Bây giờ này con ăn gì ăn đi. Nhúng rồi, nhúng thịt, nhúng đi. Nhúng thịt ăn đi. Nhúng rồi, bỏ nhiều lắm rồi đó. Ăn gì vô? Đẩy cái mâm này xích lên chút xíu. Trời, đó. Chỗ này cái đậu này vô. Nè, nó hỏi mai mốt này bị đặt thêm nhập thêm một cái bàn này nữa là cái kia dài hơn không em? Ngộ ghê, giờ thích ăn cái chỗ này rồi mà thiệt khổ chứ rồi sáng nữa chỗ này ăn mặt cỡ không nên đó chỗ này ngồi ăn nó sáng sủa nữa sớm mình khỏi đâu quanh bển không thôi 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 thì mà ăn gấp mày ơi đó giờ mình đợi gì ta có gì đâu rồi không có rồi rồi nước để cuốn cái chén. Còn anh không muốn ngon bánh chén anh lấy rau đây nè, xong cái bỏ đây vô cái anh cuốn bỏ anh chấm nè. Cũng ngon á. Thấy không? Ừ, kim chi tự ngon dễ thật từ Tết giờ. Kim chi hả mẹ? Từ Tết giờ là ngon ghê. Nó không có chua luôn. Hay quá. Dặn nó nhỏ bớt không? Con có cạn không? Dạ không được. Đập cái con tôm nè. Cho mẹ mượn rồi chút xíu nha, cho chỗ mẹ để tương nha không? Xong chưa, xong chưa cất nha. Xong rồi ha. Thịt ready rồi đó con, thích nó chín vậy rồi rồi. Ai đang thắng gì? Ủa Thanh muốn tôm đâu Thanh? Tôm gì, tôm nó cũng lạnh, muốn trong cũng lạnh hết sao? Nói chung là cái bàn ăn này là chỉ có mua heo quay với mua rau thôi không Thanh? Dễ thật. Rau nhà không có, nó lục ra. Thầm đất nhà có. Có thiếu cái gì hết trơn á. Trời ơi, con tôm nó bự. Ngon. Ủa? Ai đang thăm gì kìa bùm bùm. Có bánh hỏi để chấm nó máy chứ. Cái đồ khoa. Dạ, cơm kìa. Nhập tiền, nhập tiền. Bữa nhìn hấp dẫn ha. Sao con thưa? Gì con? Con cũng biết xuề hả? Nè con bún vậy nè đó không biết con bỏ miếng thịt vô vậy nè mẹ chỉ nha không mà con bỏ miếng bánh hỏi vô nha không biết đâu biết ờ bia đông đá khoan nó bị méo đó bỏ thêm miếng thịt nữa ok rồi bỏ rau vô bỏ cái khoai này có nổ không chị đúng như cái xin cho chắc cuốn ha cho nó không sợ nó xì á xong cái con cuốn vậy nè nè nước mắm nước mắm mà ăn với bánh hỏi á cho nó cháy nước sôi nước sôi nước sôi nước sôi nước sôi nước sôi trời ơi hết cái bàn này hết chỗ để rồi. Tiêu mẹ ra về mẹ còn chướng nguyên cái hũ nước mắm trên bàn đó. Sinh nhật hụt mà quá trời luôn em. À, sinh nhật hụt mà. Sinh nhật chúc con. Sinh nhật chúc con. Cuối cùng khoe. Để đi đường không xa quá. Không. Nè. Cười chơi với con mẹ. Rồi. Hết mấy con nó không quê con cái gì vậy con mà chậu này con mà con bé bé chỉ cảm quá không phải nói với con không phải cứ nói với chú Kha nói con biết quê đó chị quê đó con nói đi chú Kha đi chú Kha xin mình mới đi dạ dạ ăn cơm dạ, mời cô mời Đạt mời chị Tiến rồi mời con hai bia bự cái nước này nè Trúc Linh cái nước này nè hồi nãy giờ mẹ mua mà ba không có được uống luôn á mẹ cho Trúc Linh only để Phương lấy cái dĩa luôn không wow quá vậy đúng rồi của Trúc Linh ăn liền không lấy kịp mẹ mua đến Trúc Linh mà mẹ đang nóng quá trời
Sinh nhật cũng đã quá, tụi con ăn bữa ăn quá. Chú chơi với con, bạn chơi với con mấy dạ. Rồi, con khóc một tí chứ. Ồ, con bánh mỏi nữa cô. Ngon hả? Ngon. Nè, con uống xuống dưới đâu kia chơi không? Đây, đừng có đợi mấy cái dĩa này nha. Gắp bỏ lên. Không, cái gì đó vẫn là quyền thoại đó, mày thấy không Thanh? Cái dĩa này vẫn là cuốn được, mấy dĩa kia không có cuốn được. Dính hả? Nó dính, nó dính. Với lại cái dĩa này nó bụng. Cái này phải cuốn bằng bánh tráng à, không có bánh tráng khó cầm quá. Nắm bồ ngủ quá mà. Với lại ngủ chưa thẳng giấc đó. Mẹ ơi, sao nó như đậu hũ vậy? Dạ. Tôi làm cho bia không anh đẹp? Không, không, không. Uống thôi. Ổng là không có bia đâu, ổng muốn cái nước ngọt. Cái nước ngọt thì còn anh? Cái Corona là em nghĩ trong đám là nhẹ nhất á. Cái bia Corona là dễ uống nhất. Nhưng mà không không cần thiết là cũng không bao giờ. Trời ơi, ớt gì mà cay dữ vậy, bầm hết anh. Cay. Bây giờ con bún không ăn mấy hỏi hả? Nè, múc miếng bún này đem qua đây để. Nha, thấy mấy bún cho bún để đây ngon lắm nha. Mấy dễ ngon không? Đúng không? Dễ con kìa. Rồi tôm ở nhà có luôn, hay quay nhà thịt gì có hết. Tôm tôm đẹp con mua mà. Mua không? Tôm đẹp con mua. Nhỏ nó chín hả Thanh? Mua hút cường. Ờ. Ờ, nhìn nó khác á, tôm mua hả thịt đi. Đúng rồi, tôm có đầu mà. Rồi đó. Rồi. Ăn. Đẹp uống hàng bánh hỏi. Tại vì anh à, muốn ăn gì anh ăn? Một sắp tự thử này. Bánh hỏi với mắm ngon. Mình đã quỷ. Tung. Nói thật cho nhúc. Cái gì nữa cao? Nói thật cho nhá. Giờ có gọi khách sạn không lại để extend không? Chưa. Thứ hai gọi. Ủa, tăng thêm ngày hả? Sao không gọi sớm thì gọi trễ vậy? Thứ hai gọi được rồi mẹ. Thứ bảy mới đi mà thứ tám mới đi. Rồi nó cái nó hết phòng rồi vui. Đâu có. Thì mình nhưng mà mình sẽ không hết phòng đâu, có phòng mà mình sẽ vô xe mình ngủ, tại vì mà để ở thêm bữa nữa đó, ý là coi như là vô xe ngủ mới là đặc biệt đó chứ. Đúng không? Mới là đặc biệt đó. Ăn kiếm gì ăn đũa hả? Đây nè. Không cái bụng anh đang có phần khác vậy mà đúng không? Cái nào chấm cái nào giờ cái này hay cái hay cái này ủa cũng được cái nào cũng được hết hay là sao anh muốn ăn món nem thì anh ăn nhưng mà anh bỏ bánh tươi vô anh bỏ thịt heo vô anh cuốn lại cũng được vậy đó có heo quay nữa kìa heo quay giòn không Thanh giòn rồi giòn hả ba bởi vì là bỏ vô cái lò theo cái cách của Thanh nó làm sắp bệnh quá được rồi ăn rồi đi nướng heo nướng heo không rồi một dĩa rồi chà bá rồi mẹ ơi để đi để thôi chị khoan nó ăn rồi chưa? Ừ. Thịt bò ra khoa, nhúng rồi. Dạ. Đẹp dạ. Ăn bỏi cuốn. Ăn gì ăn đi. Ăn đó hả? Mình tưởng ăn này. Ăn tương ngon. Hôm qua điện lẩu thấy đông không? Quá trời đông quá trời đông. Ngồi thích hết rồi. Đâu ngồi thương nữa. Ôi cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn đẹp. Để bản không được phải đó. Thấy cái kéo quá sắc rồi trời. Nó đứt ra cái này mình dễ gắp. Nó dính nguyên cục. Nghe nói trong trường học bây giờ nó chỉ còn có 3 feet à, khoảng cách à. Có không Viên nè? À, hay gì mình 6 phía giống như trước á, bây giờ nó còn có 3 phía ra. Cảm ơn mẹ. Đó. 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 Bị gì? Bị dốc sao? Cay quá, uống bia. Thôi vô đi Khoa ơi, mẹ ơi, vô đi. Vô đi, cuối tuần. Chúc mừng sinh nhật Hụt. Mời con. Vô.
gì á. Nó cay chè eo tổng bao đi. Đúng không? Đúng rồi. Nó như đậu hũ vậy. Dạ. Còn lại thêm nữa không? Không còn không còn. Không biết. Vừa giờ muốn anh không ném thử miếng nữa thôi. Anh vẫn hỏi thì còn có nghe mùi đậu á, đậu nặng. Vậy nó nhiều đậu phộng quá mẹ. Đậu phộng nó nhiều quá năm nay nó bị sợt. Tại vì mày kêu ngâm một bịch đậu nành mà đậu nành còn có hơn nửa bịch à. Tao thấy đậu phộng. Đậu nành như của con Đạt kỳ mua nhớ một ọc bự đậu hết cả đúng không ạ? Thì con lấy bịch đó nhưng mà thấy ai cắt thui xài miếng rồi. Em bị lỡ tay ớt nhiều quá. Em ăn em còn chịu không nổi nữa. Đồ ớt này tai ớt của mẹ đó. Ớt nhẹ hả? Ớt tai hả? Con say á. Tại cái ớt xanh kia thấy nó sao sao quá. Ớ mua hạt thì nó dai giòn quá vậy. Ủa vậy hả? Đã vậy. Nướng theo cách của em thấy nó giòn chưa? Tức là sao em bó nó lại không? Em bó nó lại em chừa cái da thôi. Bó nó lại có nghĩa là cái mình nằm ở trong cái giấy bằng đó. Trong chứ không cái mình nó bị khô. Cái da u lên trên cái lò vậy nè. Thì cái hơi nóng nó vô nó làm cho cái da nó nóng xong nó giòn. Thông minh quá hả? Mình thì mẹ anh Khoa nướng theo quay lại cho em. Ủa? Cái cơm này có mình mà, sao mình bỏ vô đó vậy? Mẹ, mẹ Khoa nấu ăn cũng ngon lành. Khoa học được gì không? Chiên trứng. Chiên trứng hả? Mì gói. Mì gói. Ông này được món spaghetti hả? Đỡ hơn mì gói. Ủa, spaghetti của anh Đạt cũng ngon đấy. Để làm tiếp đấy. Hồi xưa Đạt làm mấy cái đó ở trong Rì khoát nha. Ở trong Ủa mà ăn rồi hả? Rồi ăn rồi hả? Bữa đó Đạt làm rồi, có qua cũng ăn thử được. Vậy đó hả? Ừ, thấy ngon. Giờ Khoa cái học món, ăn ủi được món, bỏ món luôn món. Ủa bánh chén màu non nha, bảo trước. Nồi đó. Đạt con dấu rồi. Ủa thịt bò vô không đi nè. Người bạn gái đầu tiên Đạt quen ở nước biển này. Người nước ngoài. Có thịt chưa? Đây người nước ngoài. Wow. Biết Đạt làm gì cho nó ăn không? Nấu hủ tiếu. Ôi trời ơi, lúc đó không biết nấu hủ tiếu là gì á. Mà hủ lúc đó YouTube nó cũng mới có mẹ. Không, đi lên mạng à, thực sự thời gian đó nó không có gọi YouTube không? Thời gian đó nó không có gọi YouTube. Đại khái như mấy cái video online xem này kia nọ vậy đó. Yeah. Cũng lên trên chảnh học cách nấu kênh hủ tiếu. Yeah. À, nấu hủ tiếu xong rồi nhỏ ăn là cũng chê chứ không phải không? Nó nói không có giống Mỹ mà ăn mà chê luôn là hiểu rồi. Nó nói không có giống ở ngoài. Yeah. Thì bây giờ mình không nhớ là mình nấu như thế nào luôn á, thật sự không nhớ cái luôn á. Cái nước dừa soda á mẹ. Ừ. Thấy không? Ừ. Cái nước dừa soda vô chứ giờ nó cạn. Về cái ăn riết nó từ từ nó quen sao để nó là thì mình làm vài lần mình sẽ quen mình biết thôi. Yeah. Chắc có lẽ lúc đó là cũng nấu theo kiểu mà like mua sao về nấu vậy á. Hiểu không? Không. Mua lon về cái lấy cái lon đổ vô thôi không biết nêm nếm gì hết đâu đó mà. Thật sự hoàn toàn không nhớ. Không nhớ. Xưa mình nấu như cái nhà thôi. Con mềm mà. Nhưng mà bây giờ quá hứa rồi, bây giờ mình muốn nấu gì lên YouTube hướng dẫn chị hết chưa? Ừ, bây giờ dạo là YouTube ai phải tình con. Đó, tìm mấy những quay chiếu xe. Stop đi. Giờ hầu như cái gì mà mình có thể nói được trên YouTube có được. Thật sự đó. Nhưng mà cái vấn đề khó là gì phải không? Cái nhiều khi nó overload the information. Yeah. Ok, như là like basically nó overload cho nên mình đi kiếm quá nhiều thời gian. Yeah. Ngon nguyên nè Thơm. Ăn cho đã đi con. Thôi chị không có thêm một cái phúng. No liền đúng không? Yeah. That's okay. Bởi cái gì phải không? Cái bánh tráng á. Dạ dạ, để cho. Rồi giờ bánh hỏi rồi bún nữa đó. Rồi có bê luôn, đúng rồi, đúng rồi nha. Không no mới lạ. Em muốn anh cứu không nè, anh cứu không nè. Anh cứu không nè. Ủa trời đã nó ngon. Ừ. Trời, anh rồi cũng mất nên uống trà đá. Ừ. Ý như Việt Nam vậy. Những bánh tráng này bự luôn. Ờ, thế là bự. Bự cuốn nó ngán luôn. Ừ. Đúng rồi. Anh làm tô bún mà bánh 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 bán
không mua ba loại rau. Con cũng ăn rau vậy, ăn không? Không, không dám mua, ăn bún, bún nha. Bún chết à. Đây, lấy heo quay á. Cho mắm không? Cho mắm à. Nè, nó mắm. Thank you. Mắm là ngon kìa. Thanks. Rồi, đây dĩa bún thôi vậy. Làm sẵn để cho bạn về cái ăn. Sụt bừng là cái có, đâu có còn lấy bún. Đâu có hư gì không? Nhà này mình nói mấy người mấy tháng trời coi video nói là ngày nào ăn cũng giống như ăn tiệc. Ăn tiệc có chứ. Qua mới ăn bỏ bây giờ làm cực có thể ăn. Nhưng mà hồi xưa mình cũng ăn vậy thôi quý vị, nhưng mà chỉ là không có quay video thôi à. Bây giờ có quay video thì mình trưng bày nó đẹp hơn. Chứ thật sự ra hồi xưa đó mà công nhận ngày xưa mình trưng bày xấu xấu thế luôn. Đúng rồi nha. Hồi xưa đa số mạnh ai nấy múc cân một gì đó. Đúng rồi. Một tô bỏ đi chỗ khác coi phim hay là gì đó ăn chứ không phải tập trung như vậy, nhưng mà mình cũng ăn những cái món như vậy thôi chứ không gì hết. Qua ăn gì ha? Hả? Chợ gì? Chợ tôm. Chợ tôm. Nên nói là nói về món mà mình thèm, thật sự là mình không biết mình thèm món gì luôn. Thank you. Không mẹ, mẹ thấy mẹ muốn gì không? Không. Tại vì vừa thèm một cái là ngày hôm sau có ăn liền à. Thôi nên không có thèm. Vừa nói một cái là ngày sau có rồi. Chỉ thèm là thèm mà ốc đồ bỉ thôi thôi. Mà những cái ốc nào bên đây không có mình mới thèm. Ừ, mình thèm cái gì không? Thanh nó thèm trà phúc lâm. Công với lại hai lịch coffee. Ừ, hai lịch coffee. Trời ơi, về uống. Dạ. Trời ơi, nước ta đẹp kìa. Ngày đầu tiên về Việt Nam vừa uống cà phê đó, mấy ngày hôm sau uống hút cà phê luôn. Ừ. Uống cà phê hai lần đó hả? Hai lần. Trời ơi, đánh khóa hai lần coffee dễ sợ luôn. Trời về đập rồi đó, trời ơi. Sướng. Quy nhà nè, bữa đi làm tóc á. Được gọi đầu khoái lắm. Dạ. Cái con nói mốt con mà về Việt Nam đó là má con được gọi đâu mỗi ngày con. Gửi luôn á con. Cho mấy miếng bánh hỏi. Phải có dịp về sướng ha. Mà cái chỗ mà gọi sướng nhất là cái chỗ ở dưới quận 12 của mình không? Đợi mình về dắt người ta dẹp tiệm mà. Cho không được đâu. Hai bé đó con được. Ta dời tiệm. Trời nói lộn. Tại vì mình đi một phát mấy năm trời không mà. Bởi vậy. Hay đó. Bây giờ tính nhỏ đó sẽ bự. Dạ. Bây giờ bẩn không, ở ngày chỉ có việc đi tắm thôi, chiều tắm rửa sạch sẽ xong rồi để cái đầu đó đi ra tiệm gội đầu rồi, xong ta sấy tóc cho khô cái đầu tối giờ. Sướng không? Gì ăn gội đầu đã. Có cái chỗ mà lúc chi gội đầu. Lúc anh về vẫn còn ở cái nhà quận 12 á. Ừ. Đi ra đầu đường có chỗ hết tóc rồi đầu á à, anh cung cấp chỗ đó nhưng mà anh nghĩ chỗ đó cũng đã dời chỗ rồi. Thời đó là anh biết 15, 16 năm gì trước rồi đó. Đúng không? Lúc anh về cưới em mà tới giờ là cũng có 15 năm rồi đó. Đúng rồi, mấy cô gọi đầu anh chắc cũng đi lấy chồng rồi. Mama, that's my chair. Ô vậy á. Nhưng mà con đi con cho mẹ mượn đi, mẹ đứng mẹ đau chân quá. Mẹ cho nào con ngồi đi là mẹ cho con. Mẹ ngồi cho con làm sao mẹ ngồi được. Hả? Giờ này sao nói tiếng Anh không ha? Đánh mai che. Ôi chắc phải coi YouTube á chị. Ồ. Coi Ryan Boy, Ryan Boy. Ghiền mà cái anh đó lắm luôn á. Không được, nhỏ thôi, đừng quậy nữa. Hey, mà nó đẹp. Gì con? Trust me, but you come here by my school. Thôi nè, thôi nè. Thôi nè, thôi nè. Thôi nấu đưa cho. Don't come. Có cần gì bánh hỏi. Trong bè nè, khoai bánh hỏi bún rồi. Nó hỏi bún. Đây, cái gì? Đây. Nào. Bún tương. Trời ơi mày cố cái bún gì mà nó bự. Bún hả? Bún tao đâu có bự. Mẹ, để bún quẩn luôn đi. I love this, I love this. Oh my god, so my god. Oh 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 my god.
cho mấy viên nè đó. Con ăn đâu? We have to say something. Okay. Xin cảm ơn cô chú. 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3, vô. Xin chào ba chú. Hôm nay chúng ta ăn kem. Yay. Okay. This one, this one, this one. This one. Okay. And we are one, this one, that one. Vienna, one, that one, too. Yeah, con phải share với Vienna này nữa. Mỗi người một cây. This is one, yeah. Nè. Trời đất ơi, không phải bánh kem sinh nhật 3 năm nha. Này bánh kem của... Wow, thích không? Muốn thích không? Cây này của má, cây này của ba nó rồi không? Rồi. I don't want. I don't want this, okay? I don't want this. Con thích nè, con thích cái này. Con mua chén với muỗng không? Dạ. Ok. Dạ, nó lợi hơn, có nó nhiều nhất. Dạ. If you have me one time, we know this open, but this one is easy. Vậy đó. Oh my chocolate. Dạ. Mẹ lấy chén kìa. Hốt mi héo. Wow, không có lý nào lý. Trời ở trên màn hình để chửi lý đó con. Trời đất ơi, kìa đó, thử đi. Kem mày là bảo đảm với các bạn là tối nay chiều mai làm về là không còn một miếng. Không bao giờ còn. Dạ con. Sao giờ lấy cái miếng thép này kia vậy? Đến bút kem á. Nó mỏng như là cái dao luôn á. Oh wow, that's cool. That's cool. How you know it's cool? Oh, what? It's not coming out. Rồi, nhiêu đó rồi. Còn nhiêu này của ba, cái kiểu bài. Oh no, that, you don't eat a lot, Dada. Hả, Daddy eat a lot, yes. No, you don't eat a lot, mà. Tại sao vậy? Tại sao? You eat a lot. Làm sao mà ăn được? Sao ăn cái này hết? Ăn cái này hết làm sao mà nè? Tại sao ăn cũng được chứ ba ăn được hết á? No. No way. But you don't want. That's your phone. Vừa phải không? Ba ăn được hết trời luôn á. Quậy không muốn ăn không? Vậy hả? Con cho quậy á hả? Giỏi quá thôi con ăn đi. Con thương quậy vậy luôn á hả? Giỏi quá. Thôi trong đây có rồi còn liếm nữa bà. Ui. Nãy giờ đang nhõng nhẽo. Vừa có hộp kem cái là tỉnh liền luôn. Tỉnh rồi. Xin chào cô chú liền. Ui, chú heavy. Rồi con ăn cái của con đi. Đó lên đi. Nè. Ủa? Đậu cái gì vậy? Đang ăn ngưng hết rồi hả? Ôi. Không tình buồn chắc nguyên một ngày đậu hũ. Buồn cái thao đậu nành. Không biết sao tự nhiên nó bị như vậy ha. Để đi cơ. Thiếu. Nói rồi quá trình để làm đi. Làm vậy chứ làm sao? Con đánh đó. Rồi xong để đó. Có chế nước vô nóng không? Chế nước nóng vô gì? Lúc mà dắt xong gì? Có chế thêm nước lạnh vô để nấu không? Mẹ chế vô đó mà nó bình thường bị thì đúng rồi. Hồi trước là mẹ chế lúc nó lạnh hay nó nóng? Cái này nó bị kem vô đó. Lúc đang nấu rồi thì chế vô thôi. Chế vô mũi chế vô. Dạ. Nhưng mà con nói mẹ cái này không có nghe mùi đậu họng luôn. Nó ra mùi đậu hũ. Nó ra đậu hũ. Nè, chị Đức Trình nè. Giống như mà thường thường đậu hũ nha, muốn nó đặt là phải có thạch cao nó mới đặt mẹ. Cái này là mình đâu có thạch cao đâu mà nó vẫn đặt. Để nó bị chút xíu cơ. Cái nước nó gạt kỳ lắm luôn á nè. Nước có dòng dắt dưới rồi. Đúng rồi. Là ở trên đậu hũ ở dưới là nước. Đúng rồi, nước là nước trong luôn á. Dạ, cho nên nó giờ em vớt mấy cái trên lại dưới là giống như nước. Em muốn nước sôi luôn á. Không được đâu. Kìa, nó tắt kìa. Sao con tắt vậy? Bye bye cô chú nha con. Ê như đậu hũ luôn, về chế nước đường cho nó ít chế. Bye bye cô chú nè.
Con chưa dọn hết luôn. Con phải qua bên đây nè. Con quên mất cái quà này yêu vẻ hạnh phúc bên đàn gia đình và người yêu. Anh cho con. Rồi thôi à, xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn theo dõi hai vợ chồng một mặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Rồi không quên chúc anh chị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu. Vui rồi đó. Yeah. Vui rồi đó. Yeah. Tao sẽ cuốn cái thằng không có đâu, mở cuốn thì mang đi làm.